Chào mừng quý khách đến với video. Ontario dự báo có 3.000 đến 15.000 người thiệt mạng vì COVID-19 nếu không có biện pháp áp dụng nào. Phân tích mô hình dự báo rằng nếu không có bất kỳ biện pháp y tế công cộng nào thì sẽ có tới 100.000 người qua đời. Chính phủ Ontario nói rằng cho tới nay 4.400 ca qua đời đã được ngăn chặn bằng các biện pháp hiện tại như giữ khoảng cách vật lý. Phân tích mô hình dự báo rằng đại dịch COVID-19 có thể kéo dài từ 18 tháng cho đến 2 năm. Theo báo cáo của giới chức y tế, tính đến ngày 2 tháng 4, Ontario có 3.255 ca nhiễm, trong đó có 67 ca qua đời. Bác sĩ Peter Donnelly nói, nếu chúng ta không làm gì, Ontario có thể đã phải chịu 100.000 ca qua đời. Ý ông nhắc tới biện pháp giữ khoảng cách vật lý của tỉnh bạn. Ông tiếp tục cho biết, chúng ta có thể thay đổi kết cục cho tỉnh bang bằng cách ở nhà và giữ khoảng cách vật lý với nhau. Ông nói tiếp, chúng ta cần tất cả mọi người tập trung trong những tuần tới đây. Bác sĩ David William, giám đốc y tế của tỉnh bang, lưu ý rằng những con số đó chỉ là dự báo khác với thông tin hiện nay được chia sẻ hàng ngày với người dân Ontario. Thông tin cập nhật hàng ngày dựa trên số liệu chắc chắn. Trong khi tỉnh bang Ontario công bố các mô hình của tỉnh bang, chính phủ liên bang vẫn chưa công bố các dự báo của mình về mức độ tác hại của COVID-19 ở Canada. Thủ tướng Justin Trudeau nói hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 4, hàng ngày chúng tôi vẫn đang công bố thông tin về dữ liệu nhận được từ các tỉnh bang. Chúng tôi cần bảo đảm rằng các dự báo mà chúng tôi công bố sẽ được dựa trên các thông tin chính xác nhất hiện có. Cập nhật, tính đến 7 giờ tối ngày 3 tháng 4, Canada có 12.549 ca nhiễm, tăng 1.266 ca. Quebec có 6.101 ca. Ontario có 3.255 ca, tăng 462 ca. Chưa kể các tỉnh bang khác cũng có gia tăng. Hiện nay đã có 2.286 ca hồi phục, 187 ca tử vong. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà, condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Văn Lâm theo số điện thoại 416 804 5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.